nói cái lộn mất tập trung một chơi rồi. Này bỏ da xuống xèo qua lại nè, qua ăn một trận gạt gạt da là nát phật nữa. Ok, cố gắng gạt da, ai được gạt da chủ yếu là tìm chính thôi, thoải mái tinh thần, muốn cố gắng nhầm mối không và bị kịch. Vẫn có tiếng gà đúng không, gà chạy rồi nó qua thua gà chậm. Xem nó có ở đâu nhưng đừng mong em mi thấy yên mà đợi chết buồn cơ. Bọn gì là bọn cướp nhỉ? Bọn cướp, bọn chủ cướp. Mà bên bọn cướp và cả nó cũng hay á, không yếu lâu. Đúng, bọn cướp thì cả. Bên A8 tụi đại đi hết rồi đúng không? Đi qua đó, đi qua chứ. Tụi Cà Mau, đẹp Cà Mau đúng bên đây hết rồi. Đúng rồi. Rồi, chuẩn bị nè, 10 giây, coi gặp ai lại. Hiện tại đang có một phòng tranh thủ đánh số như đó, hết một phòng muốn ra. Rồi gặp đại đế và đám hùng bá, đừng có láo. Rồi máu ngay rồi, bắt đầu rồi. Ok, giờ đang hai cái chết xong đâu rồi, mà tôi muốn nó muốn chết luôn. Đột qua thưởng trận có lên. Đại sư huynh này, con xoáy vèo vèo này ngày xưa nó là con gì nhỉ? Cái Trần còn chứ còn gì, đứa gái bên con tí dâm hay gì bên bên là... biển chắc gì thôi đẹp nào đây luôn. À đúng rồi, biết rồi, con Liguli. Liguli xong sau này đổi tên thành gì cuộc đời lãng tử lãng xẹt gì đó, xong nó mấy ngày đây á. Cái Facebook là ông Liguli đó, ông cho đường môn không chưa cho đường môn luôn á. Vô này à, còn một phút rồi, chuẩn bị à. Ơi lên này, ba cho em thì đầu bếp đúng không? Ăn luôn giờ thì giả nhẹ. Liguli mình đang chờ đường môn tiếp nữa. Này tên này thua trận nào chưa? Thua một trận rồi, thua một trận gà. Trận đó không chết thắng đâu, trận 2 thua. Rồi, vô. Rồi, bị rồi. 30 giây. Ai chung với em không? Hôm qua Khải có đánh tổng kim không? Có chứ, em vô sau 10 phút mà đánh được top 5 mà. Dạ, ăn đường sói lên top 5, giữ top 5 luôn. Lên được top 2 chứ, mà đánh không nổi, má bọn nó đi đông quá. Cứ nó dí 3, 4, 2, 3, 2, 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
tang vô danh thần kiếm tô 1 à? Ừ, nó có đi cùng bàn anh, nó có hiệu ứng đầy đủ. Rồi, ờ, không phải, chứ làm không phải đúng không? Đội này như mình vừa gặp xong hay sao nhỉ? Không có. Ờ, nãy quá, này, nó hai đội quá làm không biết rồi. Này khác, mau. Rồi, ok. Một phút nha. Nắm rồi. Anh nghe. Anh Ivan được chưa? Qua anh Ivan được chưa? Một phút nha. Nó mình thiếu á. Rồi, anh coi gặp anh. Nhậu gì á? Nhường miếng chứ. Nhường miếng xíu rồi nè, nhường miếng xíu nè. Rồi em quýnh coi. Sao anh em nhảy lầm phòng cho nói chuyện không được? Ừ. 20 giây. Như vậy anh Tùng ơi. Ok ok. Me quất giỏi giang cái nữa là hợp lý nè. Nãy nó chưa thua ai mà. Khổ nó phép rồi. 15 giây. Cứ như cũ ra thua một trận rồi em ơi. Thua một trận thua mình đó. Giờ cho nó thua một trận nữa. Cho nó thua một trận nữa. Cho nó khỏi vượt qua cái tên kia. Gặp như cũ, chiến thuật như cũ vô nè. Rồi, giỏi nha. Rồi nha. Nè, cẩn thận nha, anh Tùng cứ bắt con phim lâm lại cho em nha. Nhồi máu nè. Rồi, nhồi máu giúp nè. Rồi, phi chân nè, cố gắng cắt cái bùa vậy nha. Rồi. Đúng rồi. Cứ từ bình tĩnh. Rồi, quýnh nè, thằng sẽ thiếu view. Rồi, thiếu view dân nha. Rồi, ok, chạy tiếp kết bùa. Rồi, ok. Cứ chạy tiếp kết bùa, đừng đợi chết, nó đang dưới phi chân á, đừng đợi chết. Đúng rồi, cắt bùa vào chân đây. Rồi. Đúng rồi, quý vị vào dưới vào chân này. Rồi. Đúng rồi. Nè, nhồi máu vô. Rồi, nó chết rồi. Một cái nữa. Rồi, tôi hết máu nha. Rồi, chạy vòng, đỡ Khải, chạy vòng, đỡ Khải.
Đợi Khải chạy vòng vòng đi. Chị Khải đứng Bảo Trân được Khải. Đúng là đồ gì đâu, anh Tùng sướng Thiếu Lâm rồi. Đúng rồi, Bảo Trân này, Bảo Trân chết này, cứ tôi chạy vòng ok này là Khải xí luôn. Quay người tiếp tục, quay người tiếp tục. Rồi, chạy đâu không sao, chạy đâu không sao, quên. Mày quen đi rồi. Mấy cái tem này mà sao thua gọi vậy? Rõ ra còn thế thì đừng nói là thì mẹ Ngami. Cái tem này okay. Quá hay luôn. Nói, đắm rồi giận. Này, anh em Vinh thấy hấp dẫn không? Còn bên này còn 10, okay. Còn 10 bình, 11 bình, má đang chủ ra. Hết máu luôn á, đúng rồi, hết máu luôn á. Nói chung là nó quýnh phi trần đầu tiên đấy, cái nào mà chạy vô nha. Bè, bè này dưới quýnh này à. Đó, và dưới anh này đang nhàn nhất, còn 40 bình màu. Ôi, anh Tùng ơi, đợi nha. Nhà cái tour này rồi anh còn 40 bóng không? À, vẫn nha, đúng rồi, vẫn nha. Hợp lý. Tour nào là ví dụ còn hai anh em mình anh Tùng em bảo hết máu anh Tùng cái bung ra anh em nhặt đồ trong thành nha. Thì nhưng mà phải em phải chạy ra cái chỗ cái nào, nào để bung, đúng rồi. Đúng rồi, bung nó nhặt em. Ví dụ em bảo là chạy lên góc 3 giờ cái rồi, chạy trước lên thôi nên đi bung. Bung đó là anh em mình nhặt luôn. Rồi. Anh nhớ là đỡ nhặt một ô luôn. Nhặt anh một ô luôn. Nó cái bung ra anh em còn nhặt lại nữa. Ây hò, dạo ra thua 2 trận rồi thua bên tên mình hết nè. Ok, hay quá. Đội đội 1 đây. Đội quá hay. Ok, tiếp tục dần sau. Đây, cho nên xin sơ qua xếp đội vừa đội Thắng này. Vừa đội Thắng bên này nha anh em. Đó, xế dù dèo nè. Thắng 2 lần rồi đấy. Kim Chinix 2 cấp. Hợp đây. Đó. 2. Thắng. Bây giờ phải gặp lại ba thằng cặc này để giết nó. Đúng rồi, ba thằng cặc. Nhưng kệ. Nhưng kệ nữa. Đừng môn này. Dạ là dây. Rồi, đúng tâm phục khẩu phục mình. Đúng rồi, đúng rồi. Cái đầu cái gì đọc thua mấy trận rồi. Cái gì đọc nó chưa đi, chưa đi. Chưa đi. Chưa đi. Thì nó 26 trận. Trận mà. Ừ. À, thì nó 26 trận mà nó chưa đi nữa. Chưa gặp nó. Này vào chân, anh em ơi vào chân. Mình VIP hơn mình. Vào gặp đội 6, khi Trần cứ chạy đánh nhá. Yeah. Xong rồi lựa lựa thì mới bút nhá. Lựa lựa. Đầu tiên nó chưa giết được ai đâu, lựa lựa. Đang giết được đâu, Gia Nghị về mất tập trung ấy, chạy vô khúc kia về mất xe. Mất xe chết vô ngàn Thủy Yên là này. Nói chuyện không, cái lúc gần vô mình khinh thường nó quá mình nói chuyện không. Thủy Yên này quýnh mấy cái chết nhá mấy mà. Ừ. Thua 2 trận hả? Không. Thua 1 trận. Giết giả dây 2 trận. Giết giả dây 2 trận, thua 1 trận gà. Giờ muốn phải gặp lại đội gà 1 trận mới được. Gặp đội gà một trận mới được. Trận nó thành 2-1. Chứ để một điều. Thắng trận thuộc trận như giết ngang trận nữa nha. Có cái gặp lại gà. Hôm qua thua một trận cuối cùng. Đẹp quá. Tem mùi mùi nè. Thí Yên Đao, Thí Yên Trưởng nè. Yếu xỉu mà. Cái này xếp mấy cái banh nha mấy mà. Hôm qua nhà bị lỗi. Thì trận bị lỗi chạy đó. Mất xe chết. Rồi, chúc không? 2 phút. Long bị hoạt động em ơi. Thôi, để anh gọi cho vợ anh cái. Rồi, tí nữa đang hoạt động gọi réo réo á nữa. Rồi, gọi Gia đây. Gọi Gia sẽ xèo xèo. Đánh 2 trận rồi nha anh em. Thiếu Lâm đô 1. Đánh bà chỉ cần sơ hở một người thua là thấy thua rồi. Một người thua là thấy thua rồi. Thấy chết một người. Một người chết thấy thua rồi. Đó, đây là giỏ da Thiếu Lâm Đào này. Đó. Đồ 1, Thiếu Lâm luôn. Nghe mùi bảo chân, nghe mùi bảo chân khá là khỏe. Còn ạch bên này thì ạch nghe mùi cờ lon quấn tùng. Đồ đạc thì chuyển qua thôi. Không có sách vỡ gì hết. Hạng 301 là hiểu rồi. Đầu bếp. Rồi, ok. Rồi, 45 giây. Cố gắng là bạn gạn lần rồi, đỡ thua còn cả. Nguồn hit đây, từ từ, nguồn hit đây. Mít anh bị rẻ lắm. Anh nắm rôm ơi. Anh nghe. Cái nick nghe mình kiếm anh còn đồ tạm tạm trong đó không? Để mình cứ gửi luôn cho ổng luôn. Trong mát lắm tạm. Thì hỏi Phi Trần, anh còn cái áo nè. Đúng rồi, mở em điêu cho nó hết luôn á. Điêu điêu vô cho con áo, người hết luôn. Áo ăn luôn 19 phút hồi 40, rồi. Sinh lực 130. Là thiếu mới. Tập trung nốt đã đó. Ok, đánh. Ok, sau này em giải quyết vấn đề đó. Bên này em giơ cây kiếm, có thể bước qua trọng. Rồi, bắt đầu. Rồi, không gặp được. Không gặp được, thôi tối gặp. Rồi, nhồi máu nha. À, nhồi máu.
Được. Bắt đầu. Dăng hết luôn rồi. Rồi, ok. Rồi, ok. Ăn 4 trận chưa này? Đồ gà ông nội, 2 con luôn. 1 con gammy, 1 con thứ yên. Rồi, ok. Thắng không nè em? Tui đi trời. Tháng 20 thua 1 rồi nha anh em. Rồi, ok rồi. Tối nay làm tiếp nha anh Tùng ơi. Đi học đồng anh em ơi. Ok, học đồng. Rồi, anh em xem video đừng quên đỡ làm like cho xem hội trên em ơi. Rồi, vào chân này nè. Vào chân gammy nè. Rồi, 2 món thua 1 lý. Áo. Chìa. À, lên phần trên hoạt động là lên phần tập trung anh em ơi. Đồ, đồ thì quá thắng lời mà mùi. Lên phần tập trung anh em ơi. Nghĩ phần tập trung rồi. Ừ.